Chào các bạn, hôm nay cùng Tèo thực hiện một món ăn mà rất nhiều bạn thích nhưng lại rất ít bạn muốn làm, đó là món ốc nhồi. Các bạn chuẩn bị cho Tèo 1,5 kg ốc bươu, nấm mèo, giò sống và các gia vị khác. Ốc thì các bạn rửa sạch. Bí kíp ở đây là bỏ vào một ít bột mì. Bột mì sẽ làm cho ốc sạch cả trong lẫn ngoài. Ốc này các bạn ngâm cho mình khoảng một buổi nhé. Không có thời gian thì ngâm từ 2 đến 3 tiếng cũng được. Khi ốc đã sạch thì chúng ta cho vào nồi luộc chung với lại sả, muối. Khi ốc bong mài thì mình vớt ra để nguội. Rửa lấy phần thân và rọ ốc để chế biến. Đi Đà Lạt lúc nào cũng tìm món này để ăn hết đó. Trời lạnh lạnh ta nói quá xuất sắc luôn. Mà phải công nhận rằng là trên đó bán mắc thiệt. Một phần tầm 250 đến 300 ngàn mà có vài con ốc à. Ăn không đã thèm gì hết. Khi lấy xong phần ruột ốc thì ta đem đi chà muối để cho sạch phần nhớt nha các bạn. Các bạn chuẩn bị thêm tỏi băm, hành băm, sả xay. Sả này thì mình dùng cái phần gốc thôi, còn cái phần ngọn thì mình đập dập ra để tí nữa lòng vào con ốc cho mình dễ gỡ nha các bạn. Xé thành sợi ra. Các bạn cho tất cả nguyên liệu và gia vị vào trong máy xay. Đầu và thân ốc. Nấm mèo các bạn ngâm mềm và xắt sợi. 1/2 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng bột ngọt, 1 tí muối, 1/2 muỗng đường, ít nước mắm, miếng tiêu xay, tỏi và sả băm. Tất cả sẽ được xay nhuyễn. Máy xay này chúng ta chỉ xay trong vòng từ 5 đến 7 giây thôi nha các bạn, là nó sẽ nhuyễn nhừ ra luôn. Cho ra tô trộn với lại giò sống. Mình trộn đều, trộn càng nhiều thì cái sản phẩm mình tạo ra sẽ càng thơm ngon nha các bạn, sẽ càng dai và dẻo hơn. Sau khi trộn xong thì mình thêm vào đây một ít tiêu cho nó thơm. Bọc lớp màng lại và cắt trong ngăn mát của tủ lạnh tầm 2 tiếng. Sau 2 tiếng thì ốc đã được thấm các gia vị, mình mang ra và dồn vào ốc lại nhé. Đây là cọng sả lúc nãy mình đập dập và xé sợi. Bây giờ mình nhét vào con ốc. Sau đó bỏ tất cả các nguyên liệu đã được thấm vào. Món này làm không khó nhưng mà rất là kỳ công, nên các bạn thường rất là ngại làm món này. Và đây là sản phẩm sau 3 tiếng đồng hồ vừa làm vừa chờ đợi. Các bạn mang đi hấp nhé. Hấp ở nồi hấp cách thủy. Tầm khoảng 15 phút thì ốc sẽ chín. Chúng ta cho ra đĩa và ăn kèm với lại mắm sả, lá chanh, ớt. Mời các bạn nha. Bạn hãy like và share để ủng hộ kênh Tèo Food nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.